Với như anh em đang có ngân sách khoảng 5 triệu đồng, muốn tìm cho mình một mẫu màn hình có chất lượng hiển thị tốt, đi cùng với đó nó thiết kế linh hoạt và vẫn chưa biết chọn sản phẩm nào, thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em không chỉ một mà là hai mẫu màn hình mà mình nghĩ sẽ là phù hợp nhất. Đầu tiên là chiếc màn hình của HP với tên mã HP Z24NFG2. Anh em sẽ nhận về một chiếc màn hình với một thiết kế mạnh mẽ, không quá hầm hố, phù hợp để sử dụng trong văn phòng hay đặt trong các góc gaming. Ở phần mặt trước, HP làm mỏng cạnh trên và hai cạnh bên, còn cạnh dưới rất tiếc là vẫn còn hơi dày. Phần màn hình mặt trước với chân đế cùng các cổng kết nối được HP làm riêng ra làm hai phần, giống như hình hộp chữ nhật được xếp chồng lên nhau. Vì thế mình mới nói đây là chiếc màn hình mạnh mẽ, nam tính nhưng không quá hầm hố. Về độ linh hoạt thì không cần phải bàn cãi nhiều. Chiếc chân đế này sẽ đáp ứng được tất cả các tư thế mà anh em mong muốn: sang trái, sang phải, lên, xuống hay thậm chí là xoay học màn hình. Mọi thao tác trên chiếc chân đế này anh em đều có thể thực hiện một cách dễ dàng. Khả năng kết nối trên chiếc màn hình này cũng khá là đa dạng với 3 cổng USB 3.0, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI và một cổng VGA. Có vẻ như HP cũng khá là chu đáo khi trang bị các cổng kết nối trên chiếc màn hình này. Chuyển sang chiếc màn hình đến từ Dell với tên mã U2419H với mức giá 5.290.000 đồng. Các với sự mạnh mẽ và nam tính đến từ chiếc màn hình của HP thì chiếc màn hình này của Dell mang trong mình ngôn ngữ thiết kế khá là mềm mại và hiện đại. Về phần mặt trước, Dell làm mỏng đều bốn cạnh nên cho cảm quan và thị giác là rất tốt. Ở phần mặt sau vẫn là những thiết kế cũ từ những năm 2015, tuy nhiên cũng đã được Dell cải tiến để cho độ mỏng ấn tượng hơn. Khả năng linh hoạt của các chân đế từ màn hình Dell chưa bao giờ làm mình thất vọng, vẫn đầy đủ các tư thế sang trái, sang phải, lên, xuống, và việc sử dụng ở tư thế quay dọc cũng khá là phù hợp do bốn cạnh viền của màn hình đều được làm mỏng đều. Về khả năng kết nối trên chiếc màn hình này cũng khá là tốt với hai cổng USB 3.0 có khả năng sạc cho các thiết bị di động, một cổng HDMI, hai cổng DisplayPort có 3 cổng USB và một jack audio. Chiếc màn hình đến từ HP có kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS 60Hz, độ trễ 5mm cùng với độ sáng trung bình rơi vào khoảng 250 nit, và đặc biệt độ phủ màu rất cao, đạt đến 95% giải màu sRGB. Còn trên màn hình của Dell cũng có các thông số tương tự như kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS 60Hz, độ trễ 5mm cùng với độ sáng trung bình cũng rơi vào khoảng 250 nit. Độ phủ màu của chiếc màn hình của Dell sẽ cao hơn HP một chút, đạt 99% giải màu sRGB. Mặc dù thua thiệt một chút về khả năng hiển thị, tuy nhiên chiếc màn hình của HP còn được trang bị thêm một tấm nền chống chói giúp việc sử dụng trong môi trường ánh sáng cao hay phức tạp dễ dàng hơn. Tổng kết lại, với ngân sách chỉ khoảng 5 triệu đồng, anh em sẽ bỏ thêm tiền để mua chiếc màn hình của Dell với mức giá 5.290.000 đồng, hay sẽ tiết kiệm tiền để mua chiếc màn hình của HP với mức giá chỉ 4.850.000 đồng với một thiết kế nam tính đi cùng với các cổng kết nối đa dạng hơn. Link của sản phẩm cũng như mua hàng mình để ở phần mô tả của video, hoặc anh em có thể đến trực tiếp các showroom của Anphat Computer để mua hai sản phẩm này. Nếu là anh em thì anh em sẽ chọn sản phẩm nào, hãy để lại ý kiến ở phần comment của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip sắp tới.